thế anh này sao đang bận hãy trong tăng trong hộp thế anh xua thật xế nhé xua anh thật xế nhé luôn sao đốt nhang mũi nữa rồi à. À, đốt nhang mũi cho đủ rồi chú à đủ rồi chứ không phải mà đủ mũi nó bu bu nhìn thấy mắt mình sợ quá à mình định để vậy chứ nó đỡ lắm chú các chú cũng bự bự ha dạ mình để vậy chứ nó đỡ gùi vậy lắm nó vệ sinh hơn đó phải không để vậy là còn chưa sợ nữa đó rồi rồi cảm ơn nha. Này cũng chợ lương phi mà góc bên đây thì bán trái cây ở trước thì nó bán đồ ăn này trước chợ mở năm rồi ra ngay trong rồi này các con trong mẹ với con nghe cháu con thì ta kêu nghe mà bà con ta kêu con bê à tiếng Việt Nam nó cũng phong phú hút gì á thấy hút chỉ gì á dạ con biết nó tại vì ta kêu lương kiếm nè em kiếm à người ta kêu kiếm dùm á cái này là cái dây nhãn lồng làm thuốc ta nhờ ngày hôm nay đi đi kiếm dùm ta dây nhãn lồng cái này là thường là nó là thuốc an thần. Hai mẹ con để con cắt lũ rồi có dịch chạy động mấy cái này ta cắt xong rồi ruộng này ta cắt xong rồi người nuôi dịch ta thả vô ở phía trong ta đang cắt lũ ở trong kia cái núi này là núi gì ta núi dài đó. Cái này là núi dài giờ này xe cấp cắt thôi xe mới gạt thôi mới ra mười bốn năm chiếc đang rau rong mà cũng xịt thuốc mà muối xịt thuốc nhiều luôn trồng ba cái lúa thằng nông này xịt đủ thứ thuốc á
Cái này được con nữa nè bà con. Yeah, okay. Tôi lại là nó câu liên tiếp hai con rồi đó. Nè. Hai con này đủ nó ăn rồi đó. Còn thiếu ba thiếu mẹ. Nó vô tới đá không đó. Khó khăn nó cứ chột sợ đây nè. Nó râu đồng. Ở trong này thì nó râu đồng, ở ngoài kia là nó râu phi. Thế anh làm sao ta một con? Để cho tăng cho ngộp thế anh xua thật xế nhé. Xua thật xế nhé. Cùng xế nhé. Ồ, mua thiệt. Ồ, anh không mua thiệt. Dạ. Này cái râu đồng nữa nè. Côn tây khan. Nè, cứt bó nè. Còn kia câu được con nữa kìa. Kia cũng được cá râu đồng luôn. Sự bố á vậy. Hả? Đây sự bố á, cái lấy nha. Đã thầm nánh bé bán nè. Bán nè. Ồ, ai già lồ vô vậy. Lấy cái chỗ sợ thì cái đăng lên Facebook ấy đó. Rồi vậy, rồi ra. Thì ra chỗ sợ vậy. Thôi cho bà cái lại mơ này nè. Ôi giời ơi. Ô, trời nhỏ, trời nhỏ. Rôn phí bấy bình ta. Thôi ra. Ngoài anh ách lông anh cái gì vậy? Thằng cắt lũ. Quả xui của thằng ai nữa. Tưởng không ngồi chung. Gặp á, hắn
Tắt miếng thấy à? Không có cá hả? Ờ, cá lồng tông hả? À, này lưới cá lồng tông quá trời nè. Nghĩa chua cá lồng. Cái này lưới cá lồng tông. Cũng à, đầy nè. Rồi. Về nó không thấy cá ai về cá lồng tông. Cái lồng tông là về vũ á, chứ gỡ nó không được đâu. Cánh đồng này ta bắt đầu ta cắt rồi. Không có mấy đứa nhỏ được theo bắt chuột. Cái này lúa. À, tròn dễ nè. Hả? Ờ, ôi trời, tìm mới thằng ôi, là rồi xí ăn. Thưa sư khát ngó bôi. Bạn mà nói lại. Tạm lại quán Phạm Trần Buôn lúc. Ừ, anh trông xua ngay muốn. Phạm Trần Buôn lại trông.